tiếp tục xâm nhập trái phép, ngang nhiên vẽ ra yêu sách đường chính đoạn, tuyên bố chủ quyền ở hầu hết Biển Đông, thậm chí còn ngang ngược đến mức tự ra luật an toàn hàng hải, yêu cầu kiểm soát tàu bè nước ngoài khi đi vào vùng biển mà mình tự tuyên bố chủ quyền. Đó là chưa kể đến các màn bắt nạt kinh tế, ngoại giao, chiến lan khiến cho quốc tế phẫn nộ. Với tất cả các động thái đó, trước mặt Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc vẫn tự tin tuyên bố không bao giờ bắt nạt và xâm lược nước khác. Và cũng tại cơ quan này, Tổng thống Philippines đã một lần nữa bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đã tự vẽ ra. Tiếp tục chọc giận chính quyền, ông Tập Lithuania kêu gọi người dân vứt bỏ điện thoại Trung Quốc. Quay lại với thỏa thuận sóng gió AUKUS, sau tất cả ông Biden nói Mỹ không có đồng minh nào thân thiết và đáng tin cậy hơn Úc. Là một thành viên trong Bộ Tứ Kim Cương, Ấn Độ phản ứng ra sao trước thỏa thuận này? Trong khi đó, Hồng Kông, Nga ký thỏa thuận tương trợ tư pháp. Các thông tin đáng chú ý khác, số người chết vì Covid-19 ở Mỹ còn nhiều hơn đại dịch cúm 100 năm trước. Trung Quốc là quốc gia không có tự do nhất trên môi trường Internet. Tập đoàn Evergrande thông báo đã đạt thỏa thuận trả nợ lãi trái phiếu. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình với thông tin vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, hơn 100 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ khắp thế giới đã tham dự trực tiếp phiên khai mạc tuần lễ cấp cao kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76 tại New York của Mỹ. Trong video được ghi hình từ trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ bắt nạt và xâm lược các nước khác. Đồng thời nước này sẽ tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển trong vấn đề năng lượng xanh và năng lượng carbon thấp. Ông Tập cho biết thêm rằng cho đến cuối năm nay, Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỷ liều vaccine COVID-19 cho thế giới. Cũng trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đưa ra các cam kết chống biến đổi khí hậu. Trong đó, ông cho biết rằng Trung Quốc sẽ không xây dựng các dự án nhiệt điện than mới ở nước ngoài. Trong video được phát tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ không xây dựng các dự án nhiệt điện than mới ở nước ngoài. Theo Reuters, ông Tập không công bố chi tiết về kế hoạch này, nhưng theo giới quan sát, Trung Quốc có thể hạn chế đáng kể nguồn tài chính cho các nhà máy nhiệt điện than ở các nước đang phát triển. Trung Quốc đang chịu sức ép ngoại giao trong việc ngừng đổ vốn vào các dự án nhiệt điện than ở nước ngoài nhằm đảm bảo những cam kết của Bắc Kinh trong việc giảm lượng khí thải carbon, đáp ứng các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ông Tập đưa ra tuyên bố trên sau những động thái tương tự của Hàn Quốc và Nhật Bản hồi đầu năm nay. Cũng tại sự kiện này, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực PCA về các tranh chấp Biển Đông cũng như Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 đã đem lại lợi ích toàn diện cho tất cả các bên. Philippines nhấn mạnh cam kết trong việc giữ Biển Đông là một vùng biển hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Không quốc gia nào có thể phá hoại hoặc làm giảm tầm quan trọng của phán quyết trọng tài, trong đó bác bỏ các quyền được cho là lịch sử của Trung Quốc đối với phần lớn diện tích Biển Đông. Trong video được quay trước để phát tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 46, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực PCA về các tranh chấp Biển Đông cũng như Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 đã cung cấp các giải pháp đem lại lợi ích toàn diện cho tất cả các bên, tuân theo sự uy nghiêm của pháp luật. Do đó, ông Duterte cam kết việc giữ gìn Biển Đông như là một vùng biển hòa bình, an ninh và thịnh vượng là điều tối quan trọng. Ông tuyên bố không quốc gia nào có thể phá hoại hoặc làm giảm tầm quan trọng của phán quyết này. Trong bài phát biểu, Tổng thống Duterte nhắc lại, Philippines vẫn giữ nguyên lập trường tránh các hành động khiêu khích có thể gây ra thù địch giữa các bên tranh chấp biển, như đã nêu trong tuyên bố Manila về giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế năm 1982. Ngoài Biển Đông, Tổng thống Philippines cũng kêu gọi các quốc gia ủng hộ cơ chế COVAX của Liên Hiệp Quốc về chia sẻ vaccine toàn cầu. Mới đây, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cũng đã công bố một báo cáo về triển vọng kinh tế. Trong đó, tổ chức này đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2021, nhưng giữ nguyên dự báo kinh tế cho Trung Quốc. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng 5,7% trong năm nay và nền kinh tế của các nước thành viên G20 tăng 6,1%, giảm 0,1 và 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 5. Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng lần lượt 8,5 và 5,8% vào năm 2021 và 2022.
Đối với triển vọng toàn cầu năm 2022, OECD đã nâng dự báo tháng 5 thêm 0,1 điểm lên 4,5%. OECD kêu gọi các nỗ lực quốc tế mạnh mẽ hơn để cung cấp cho các nước đang phát triển có thêm nguồn lực để tiêm chủng cho người dân vì lợi ích chung của cả thế giới. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Lithuania, thì điện thoại 5G MI10T của hãng Xiaomi của Trung Quốc được cài đặt sẵn phần mềm có chức năng phát hiện và kiểm duyệt hơn 400 nội dung, bao gồm việc Tây Tạng và Đài Loan. Do đó, bộ này kêu gọi người dân hãy vứt bỏ những chiếc điện thoại này nếu không muốn bị chính quyền Bắc Kinh kiểm soát. Báo cáo được công bố giữa lúc mối quan hệ giữa Lithuania và Trung Quốc trở nên căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan. Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Lithuania mới đây cho biết, dòng điện thoại 5G MI10T của hãng Xiaomi của Trung Quốc được cài đặt sẵn phần mềm có chức năng phát hiện và kiểm duyệt hơn 400 nội dung, bao gồm về Tây Tạng và Đài Loan. Các nội dung này được cập nhật thường xuyên. Theo báo cáo, chức năng này đã được tắt cho khu vực Liên minh châu Âu, nhưng có thể được bật từ xa bất cứ lúc nào. Trong báo cáo còn đề cập rằng, điện thoại Xiaomi đã bí mật gửi dữ liệu mã hóa trong điện thoại đến một máy chủ tại Singapore. Lỗ hổng an ninh này còn được phát hiện trên điện thoại 5G P40 của Huawei. Hiện tại, Xiaomi chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào, trong khi đó Huawei trả lời truyền thông rằng điện thoại của hãng không gửi dữ liệu người dùng ra nước ngoài. Vào hôm thứ Ba, trước cuộc gặp song phương với Thủ tướng Úc Scott Morrison bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã tuyên bố rằng Mỹ không có đồng minh nào thân thiết hoặc là đáng tin cậy hơn Úc. Tại cuộc gặp này, thì hai nhà lãnh đạo cũng đã hoan nghênh mối quan hệ an ninh chiến lược mới sau khi Mỹ đã cung cấp cho Úc công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân như một phần của thỏa thuận ba bên với Vương quốc Anh. Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Tổng thống Mỹ đã có một cuộc gặp riêng. Tại đây, Mỹ đã khẳng định rằng Úc là đồng minh thân thiết và tin cậy nhất của nước này. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng trước đó, ông Biden không đề cập trực tiếp đến Hiệp ước An ninh mới. Theo đó, Mỹ đồng ý chia sẻ công nghệ động cơ hạt nhân cho tàu ngầm là để kiềm chế Trung Quốc. Thỏa thuận đã khiến Paris tức giận và đến nay, ông Biden vẫn chưa thể sắp xếp một cuộc gọi với Tổng thống Macron để làm hòa. Trong khi đó, ông Morrison bị cáo buộc đâm sau lưng Pháp vì hủy hợp đồng cung cấp 12 tàu ngầm với nước này và thay thế bằng hợp đồng cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với Mỹ và Anh. Hôm thứ Ba, ông Morrison đã bị cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd tấn công dữ dội. Ông viết trên tờ Le Monde rằng Thủ tướng đã cư xử một cách không đúng mực và sẽ rất dễ dàng lọt vào tay những kẻ tuyên truyền Trung Quốc. Ông Rudd cáo buộc Thủ tướng Morrison không tuân theo nghi thức ngoại giao cơ bản vì không thông báo cho chính phủ Pháp về quyết định của mình. Sau khi khiến Pháp nổi trận lôi đình vì hủy bỏ thỏa thuận tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ, trong một động thái được cho là để xoa dịu cơn giận này, Úc đã đề xuất cùng ký với EU một thỏa thuận thương mại mới mà theo Úc, thỏa thuận này sẽ cho phép các nước EU tăng cường sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Vào ngày 22 tháng 9, Bộ trưởng Thương mại Úc, ông Dan Tehan, đã kêu gọi EU sớm xúc tiến để đạt được một thỏa thuận thương mại với Úc. Ông cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Úc và EU sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho cả hai bên. Thông qua Hiệp định này, EU có thể tăng cường sự hiện diện tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì họ nhận thấy rằng nhiều hoạt động kinh tế của thế giới diễn ra trong khu vực này. Hiệp định này được Úc đề nghị trong bối cảnh nước này đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Pháp sau khi hủy bỏ thỏa thuận mua tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ. Úc và EU dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về thỏa thuận thương mại vào ngày 12 tháng 10 tới. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nhật Bản mới đây đã thông báo Mỹ đã dỡ bỏ mọi lệnh hạn chế nhập khẩu nông sản và thực phẩm của Nhật Bản được Mỹ áp đặt kể từ khi sự cố hạt nhân Fukushima xảy ra vào năm 2011. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã dỡ bỏ cảnh báo nhập khẩu đối với 100 mặt hàng nông sản và thực phẩm xuất xứ từ Fukushima và 13 tỉnh thành khác của Nhật Bản kể từ ngày 21 tháng 9 vừa qua. Như vậy, hơn một thập kỷ bị Mỹ áp đặt hạn chế kể từ sau sự cố hạt nhân Fukushima năm 2011, tất cả nông sản và thực phẩm sản xuất ở 14 tỉnh thành trên có thể xuất khẩu sang Mỹ. Theo Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản MAFF, Mỹ hiện là nước đứng thứ ba về nhập khẩu nông thủy sản và thực phẩm từ nước này sau Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản và thực phẩm của Nhật Bản sang Mỹ vượt ngưỡng 1 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Với việc hạn chế nhập khẩu được dỡ bỏ từ Mỹ, số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ còn áp đặt lệnh hạn chế tương tự với nông sản và thực phẩm của Nhật Bản giảm xuống còn 14, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU có dự định sẽ nới lỏng một số hạn chế đối với nông sản và thực phẩm từ Nhật Bản kể từ tháng 10 tới.
Vào ngày 22 tháng 9, Bí thư đối ngoại Bộ Ngoại giao Ấn Độ Harshvardhan Shringla đã đưa ra phản ứng đầu tiên đối với thỏa thuận AUKUS giữa Mỹ, Anh và Úc, khẳng định thỏa thuận này và nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ có tính chất không giống nhau. Tuyên bố này được đưa ra một ngày trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên đường tới Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ và gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bí thư đối ngoại Bộ Ngoại giao Ấn Độ Harshvardhan Shringla mới đây cho biết nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ và thỏa thuận AUKUS giữa Mỹ, Anh, Úc có tính chất không giống nhau. Theo ông, bộ tứ là một nhóm đa phương gồm các quốc gia cùng chí hướng, có tầm nhìn chung về các thuộc tính và giá trị cũng như tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và minh bạch. Bộ tứ đã thông qua một chương trình nghị sự tích cực, chủ động với hàng loạt sáng kiến khác nhau ở cấp độ toàn cầu, trong đó có thể kể đến như nghiên cứu các công nghệ mới và mới nổi, biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng, an ninh hàng hải, giáo dục, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, ông cho rằng AUKUS là một liên minh an ninh giữa ba quốc gia mà Ấn Độ không tham gia và nhóm này không liên quan và cũng sẽ không có bất kỳ tác động nào đến chức năng của bộ tứ. Vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, Cục trưởng An ninh Hồng Kông Đặng Bính Cường và Bộ trưởng Tư pháp Nga Konstantin Tryshenko cũng đã ký kết thỏa thuận song phương về tương trợ tư pháp thông qua hình thức trực tuyến. Trong một tuyên bố, ông Đặng Bính Cường cho biết rằng cả Hồng Kông và Nga đều cam kết chống tội phạm thông qua hợp tác quốc tế, hiệp định tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự và chuyển giao người bị kết án được ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác tư pháp giữa Hồng Kông và Liên bang Nga. Hiệp định tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự được ký kết bao gồm các điều khoản và đảm bảo chủ yếu tương tự các hiệp định quốc tế cùng loại như thực hiện khám xét, yêu cầu thu giữ, cung cấp thông tin, tịch thu tiền từ hoạt động phạm tội. Theo luật cơ bản của Hồng Kông, có thể thực hiện các thỏa thuận thích hợp với nước ngoài về tương trợ tư pháp. Chuyển sang một số thông tin về tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ cũng đã vượt quá 676.000 người, vượt qua con số chết do đợt dịch cúm bùng phát vào năm 1918, biến COVID-19 trở thành thứ dịch bệnh nguy hiểm và chết chóc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Theo Đại học Johns Hopkins, vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã vượt mức 676.000 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, con số này hiện tại đã vượt quá con số tử vong ước tính của đợt bùng phát được gọi là cúm Tây Ban Nha, gây ra khoảng 675.000 ca tử vong ở Mỹ từ đầu năm 1918 đến đầu năm 1920. Đại dịch cúm Tây Ban Nha được cho là đại dịch nguy hiểm nhất trong thế kỷ 20. Người ta ước tính rằng khoảng 500 triệu người hoặc 1/3 dân số thế giới đã bị nhiễm virus này. Số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 của Mỹ đã tăng vọt kể từ tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu là do biến thể Delta lây lan, đặc biệt là ở những người chưa được tiêm vaccine. Các bang do đảng Cộng hòa điều hành như Florida, Arizona và Texas đã đi đầu trong việc chống lại các biện pháp phòng chống dịch, bao gồm cả việc cấm đeo khẩu trang trong trường học, ngay cả khi số ca mắc không ngừng tăng lên. Tại một bệnh viện ở Sarasota, Florida, các nhân viên y tế của khu COVID-19 đang tỏ ra mệt mỏi. Y tá Dana Verminsky nói với Reuters hôm thứ Ba, 21 tháng 9, tại bệnh viện Sarasota Memorial rằng: "Thật là buồn, tôi ước mọi người đều được tiêm vaccine để chúng tôi không phải tiếp tục làm việc này." Trong đợt dịch này, không chỉ có người già mà trẻ em cũng đang là đối tượng mắc bệnh. Một quan chức Thái Lan mới đây cũng đã cho biết kế hoạch mở cửa đón du khách quốc tế tại 5 tỉnh bao gồm Bangkok sẽ tiếp tục bị hoãn lại cho đến tháng 11 do tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở những địa điểm này chưa đạt được mục tiêu đề ra. Trong một phát biểu hôm qua 22 tháng 9, ông Thanet Vesuwan, Phó Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị của Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT, thông báo sẽ dời kế hoạch mở cửa đối với khách du lịch quốc tế vào tháng 10 sang tới đầu tháng 11. Quyết định này được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa TAT và nhóm cộng tác thuộc Bộ Y tế Công cộng về việc mở cửa trở lại trước khi trình lên Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19, CCSA. Theo đó, 5 địa phương sẽ áp dụng quyết định mới này gồm thủ đô Bangkok, Chiang Mai, Chonburi, Chechaburi và Prachapkiri Khan. Ông Fesuwan nêu rõ nguyên nhân cho việc trì hoãn là do những địa điểm trên chưa đạt tỷ lệ 70% dân số được tiêm chủng COVID-19. Thêm vào đó là sự quan ngại về tình hình diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, khi số ca nhiễm mới hàng ngày tại Thái Lan vẫn hơn 10.000 ca. Và cũng tại Thái Lan, trước thực trạng cuộc sống của người dân đang dần trở nên khó khăn hơn do đại dịch COVID-19, một nhóm các nhà sư tại đất nước này đã triển khai dự án tiệm tạp hóa di động trên một chiếc xe chuyên dùng trên sân golf nhằm đưa thực phẩm thiết yếu đến với tay của những người dễ bị tổn thương.
Tạp hóa ở đây, tạp hóa ở đây. Mọi người mau mau đến lấy. Chậm chân là hết, chậm chân là hết. Mau 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 mau. Đó là tiếng rào quen thuộc mà người dân Thái Lan thường nghe thấy khi một nhóm nhà sư đẩy chiếc xe tạp hóa qua những tuyến đường. Với tạp hóa di động trên chiếc xe chuyên dùng trên sân golf, nhiệm vụ của họ là quyên góp thực phẩm cho những người dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Nhà sư Bonchai Kamali, 28 tuổi cho biết, nảy ra ý tưởng này cách đây vài tháng trước khi anh đang thực hiện công tác xét nghiệm quanh ngôi chùa của mình, có tên là Wat Siriphom. Anh nhận ra rằng nhiều người trong số họ đang thất nghiệp và không thể nuôi sống bản thân và gia đình. Hôm nay, phương thị chúng tôi vào đây, sắp hợp. Chiếc xe của chúng tôi về cơ bản có mọi thứ như một siêu thị thu nhỏ. Tôi cũng sợ COVID-19 giống như bao người khác, nhưng đối với tôi sợ hãi hơn khi mình không thể giúp đỡ người xung quanh. Xe tạp hóa của các nhà sư thường ra đường vào chủ nhật hàng tuần, thực hiện nhiều chuyến với sự giúp đỡ của một số tình nguyện viên. Nhà sư Bonchai ước tính, đến nay chiếc xe đã tiếp cận hàng trăm người mỗi ngày, có thể lên đến hàng ngàn người mỗi tháng. Theo báo cáo mới nhất của Freedom House Net 2021, Đài Loan xếp hạng thứ 5 trên thế giới về tự do Internet và đây cũng là lần đầu tiên hòn đảo góp mặt trong danh sách này, trong khi Trung Quốc đứng ở vị trí cuối cùng trong năm thứ 7 liên tiếp. Theo báo cáo của Freedom House Net 2021, Đài Loan xếp hạng thứ 5 trên thế giới về tự do Internet. Trong khi đó, Trung Quốc lại xếp chót trong danh sách này. Đáng chú ý, Trung Quốc đã ghi nhận thành tích này trong 7 năm liên tiếp. Đài Loan nằm trong số 6 quốc gia vùng lãnh thổ mới được đưa vào danh sách, cùng với Costa Rica, Ghana, Iraq, Nicaragua và Serbia. Đài Loan đứng vị trí thứ 5 nhờ thị trường trực tuyến sôi động, giá cả phải chăng, cơ quan tư pháp độc lập bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Đài Loan nhận được số điểm 80 trên tổng số tối đa 100, đứng đầu ở châu Á. Trên toàn thế giới, hòn đảo chỉ xếp sau Iceland 96, Estonia 94, Canada 87 và Costa Rica 87. Freedom House ca ngợi các nhà lãnh đạo Đài Loan vì đã đối phó với những nỗ lực can thiệp của Trung Quốc bằng các quy định đổi mới và sự giám sát dân chủ đối với công nghệ kỹ thuật số. Báo cáo chỉ ra rằng, người dùng đang phải đối mặt với các chiến dịch thông tin sai lệch và các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc. Vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, tập đoàn Evergrande của Trung Quốc thông báo đã đạt được một thỏa thuận về trả lại trái phiếu trong nước trong bối cảnh tập đoàn bất động sản lớn thứ hai cả nước này đang trên bờ vực sụp đổ do nguy cơ vỡ nợ. Trong một tuyên bố với sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, Henda Real Estate Group, đơn vị bất động sản của tập đoàn Evergrande khẳng định trong ngày 23 tháng 9 sẽ trả một khoản lãi trái phiếu phát hành trong nước. Số trái phiếu này có lãi suất 5,8%, đáo hạn gốc vào tháng 9 năm 2025, đang được giao dịch ở Thâm Quyến. Tổng số tiền lãi trái phiếu mà Henda Real Estate trả trong ngày 23 tháng 9 là khoảng 35,88 triệu đô la Mỹ. Sau tuyên bố này, hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ, đồng nhân dân tệ, đồng đô la Úc đồng loạt đi lên, trong khi đó thì các tài sản được coi an toàn như đồng yên Nhật hay trái phiếu kho bạc Mỹ đều rớt giá. Cũng tại Trung Quốc, vừa qua thì công viên Universal Studios lớn nhất thế giới cũng đã chính thức khai trương tại thủ đô Bắc Kinh. Đây là tổ hợp công viên giải trí lớn nhất thế giới với tổng kinh phí giai đoạn 1 lên đến 50 tỷ nhân dân tệ, nghĩa là khoảng 7,7 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến rằng là đầu tư trong giai đoạn 2 và 3 sẽ có thể vào khoảng 70 tỷ đến 100 tỷ nhân dân tệ. Công viên giải trí Universal Studios là một phần của khu nghỉ dưỡng Universal Bắc Kinh, Universal Beijing Resort, nằm ở quận Thông Châu, Bắc Kinh, bao gồm công viên giải trí Universal Studios, Universal City World, hai khách sạn nghỉ dưỡng, 37 cơ sở vui chơi và công viên chủ đề. Đây là công viên giải trí Universal Studios thứ 5 trên thế giới và là công viên đầu tiên ở Trung Quốc. Những người hâm mộ tango và bóng đá mới đây đã cùng nhau tụ họp tại giải vô địch tango thế giới ở Argentina để thực hiện một màn biểu diễn tri ân dành cho danh thủ Maradona đầy xúc động. Không những được mệnh danh là cầu thủ vĩ đại bậc nhất của thế kỷ 20, danh thủ người Argentina Diego Maradona còn được mọi người biết đến là người đã mang vũ điệu Tango Argentina huyền diệu vào sân cỏ, làm lu mờ những chân sút vĩ đại Brazil trong vũ điệu Samba. Như một lời tri ân tưởng nhớ đến cậu bé vàng Diego, một dàn nhạc gồm 20 nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ nổi tiếng Cucuza Castillo, đã mang bài hát Goal of the Century đến với buổi trình diễn giải vô địch tango thế giới, được tổ chức ở Buenos Aires, thủ đô của Argentina, vào hôm 21 tháng 9 vừa qua. Chia sẻ với hãng tin Reuters, ông Mariano Israelit, bạn thân của danh thủ Maradona, nói rằng Diego hẳn sẽ rất hạnh phúc. Cậu ấy sẽ rất vui khi thấy ca sĩ Cucuza Castillo mặc áo có in tên cậu ấy khi trình diễn.
Danh thủ Maradona qua đời vào tháng 11 năm 2020 ở tuổi 60. Maradona được vinh danh là huyền thoại, cậu bé vàng của làng bóng đá thế giới sau khi cùng đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup 1986 ở Mexico, giải đấu mà ông trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Và cũng liên quan đến môn thể thao vua, thưa quý vị, hôm 21 tháng 9 vừa qua, huyền thoại bóng đá Pele vừa đăng một đoạn video trên tài khoản Instagram cá nhân của mình. Video đã ghi lại những hình ảnh Pele đang nỗ lực tập luyện, phục hồi chức năng trên một chiếc xe đạp. Trong một bài đăng, ông nói rằng, mọi người ơi, tôi gửi đến các bạn video này để chia sẻ niềm vui tới các bạn. Tình yêu của các bạn chính là động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày. Bài chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên thế giới, nhất là khi có thông tin cho rằng danh thủ 80 tuổi phải nhập viện chăm sóc đặc biệt vào cuối tháng trước sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật do nghi ngờ có khối u trong ruột kết. Trong những năm gần đây, Pele phải nhập viện nhiều lần do sức khỏe sa sút. Vì vậy, tình trạng của cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại luôn là vấn đề được người hâm mộ quan tâm trên toàn thế giới. Tại Nga, những tác phẩm điêu khắc, nhạc cụ, robot và cả nước hoa, tất cả đều được làm từ rác. Một bảo tàng các chế phẩm như vậy vừa được mở cửa ở thành phố Kaliningrad, thu hút nhiều du khách có trí tò mò đến tham quan. Tại Nga, một triển lãm rác như này là một điều vô cùng mới lạ đối với người dân địa phương, đặc biệt là khi họ còn chưa biết đến việc rác thải cũng cần phải phân loại. Con khủng long được làm bằng chiếc xe hay máy móc bỏ đi, đến dàn trống từ những đồ phế thải, tất cả đã khiến các vị khách tham quan đều hứng thú. Được tổ chức tại thành phố Kaliningrad của Nga, triển lãm thuộc một phần của dự án sinh thái mang tên Green Deal. Theo ông Black Polkov, người sáng lập Green Deal, dự án được triển khai với mục đích không những giúp nâng cao nhận thức của người dân về rác, mà còn thúc đẩy hoạt động tái chế trong khu vực. Ông Polkov cho biết hiện chỉ có 7% chất thải được tái chế ở Nga, với khoảng 90% rác được chôn lấp. Các bãi rác tại quốc gia này có diện tích ngang với đất nước Thụy Sĩ. Và thưa quý vị, kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là một thông tin về động vật. Ở những ngày lễ quốc gia về voi sắp tới, các nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc tại Trung tâm Bảo tồn Wildlife SOS ở Ấn Độ đang tích cực chăm sóc cho những cá thể bị bệnh, nhất là liên quan đến chân và bàn chân. Wildlife SOS, một khu bảo tồn gần bờ sông Yamuna ở ngoại ô thành phố cổ Mathura, Ấn Độ, mới đây đã tổ chức một bữa tiệc lên đình cho những con voi hiện đang được nuôi dưỡng tại đây nhân ngày voi quốc gia ngày 22 tháng 9. Theo hình ảnh từ video được Reuters đăng tải, những con voi đã vô cùng thích thú với bữa tiệc gồm các loại trái cây và rau củ yêu thích của chúng. Các nhà bảo tồn cho biết 28 con voi trên đều được giải cứu khỏi rạp xiếc và đền thờ ở Ấn Độ. Hầu hết trong số chúng đều bị bệnh mãn tính và nhiều bệnh khác do bị lạm dụng trong điều kiện nuôi nhốt suốt thời gian dài, đặc biệt là bệnh liên quan đến chân và bàn chân. Theo giám đốc trung tâm Wildlife SOS, hiện số lượng loài voi đang suy giảm một cách nhanh chóng vì nhiều nguyên nhân khác nhau như nạn săn bắn hay bắt chúng khỏi môi trường tự nhiên. Tại Ấn Độ, voi là một phần quan trọng trong nền văn hóa và thường được thấy trong các lễ hội hay đám rước ở các khu vực miền Nam của quốc gia này. Bên cạnh đó, chúng cũng được sử dụng để thu hút khách du lịch tại một số địa điểm tham quan ở các tỉnh miền Bắc và miền Tây Ấn Độ. Mặc dù loài voi được tôn vinh như một biểu tượng văn hóa và tôn giáo, nhưng một số trong chúng lại bị đối xử tàn bạo và trở thành nạn nhân của săn trộm hay bị đầu độc. Voi châu Á chủ yếu được tìm thấy ở Ấn Độ và một số khu vực ở Nam và Đông Nam Á. Theo số liệu của chính phủ, số lượng voi ở Ấn Độ vào năm 2017 là khoảng hơn 27.300 con. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.